Rồi, chào các bạn nha. Sau đây mình sẽ đi bắt ngỗng con mới nở vào mình ấm nha các bạn. Thì ngỗng của mình hôm nay nó nở được ổ nè các bạn. Không biết nở được mấy con nha. Rồi giờ đi theo mình để bắt cái ngỗng con. Mới nở được con rồi các bạn ơi. Không biết mấy trứng kia nó khẽ mỏ chưa không biết. Ừ. Ừ. Mắt con người ta có cháo trứng không mà. Dạ. Đang dưới đàn con nó lọt dưới đây nè. Ê, trứng kia nó đẻ đẻ như vậy hả? tiếng gà nở nè, mới nở được con nữa, nở có con rồi, gà tre nở được con nữa nè các bạn, đi ngang mình nghe tiếng nở nè, rồi đem vô ủng với mấy con ngỗng luôn. Thấy không các bạn, mình sẽ nghe có tiếng là nó biết nó nở rồi các bạn.
mới nở thì các bạn bắt vô hết nha, để không thôi là như con ngỗng lúc nãy là nó lọt kẻ rồi nó tuyệt thời mất á. Hôm nay cũng có hai con gà mới nở mấy ngày đỏ nó ủng chung luôn. Cái con này thì mình vẫn để cái vỏ trứng như vậy nhờ cho nó tự nó chui ra đây. Mình sẽ phông đèn nó như thế này, khi nào nó cứng cáp thì mình mới đem ra ngoài nha. Bác hôm nay ngỗng cái gà của mình nó nở cũng là dài, mình bắt vô. Còn con gà con nữa. Thôi vậy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha. Nó có bạn hả? Con đó nó bị đi rồi đó, nó bị lọt kẻ. Tưởng là mất chi con mà chứ.